FL Studio 21.2 có gì mới? Ok, vừa rồi thì Image Line đã chính thức công bố phát hành bản FL Studio mới nhất, đó là bản FL Studio 21.2. Và bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra xem là những cái tính năng mới của nó như thế nào. Mình đã có đọc qua sơ lược về một vài tính năng và bây giờ thì chúng ta cùng test. Mình giữ không xem video để đảm bảo được là cái cảm xúc của mình nó được rõ nét nhất nhá. Còn bây giờ thì let's go, anh em chúng ta cùng chiến đấu thôi. Ok, và đây là một project mà mình làm trong thời gian gần đây. Đây là một project được tặng hoàn toàn free trong bộ video, bộ DVD mới nhất, bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí Deep House Style của Việt Nam. Nếu các bạn thấy thích dòng nhạc này thì các bạn có thể liên hệ với VV Music để đăng ký mua sản phẩm này nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng nghe nào. Ok, và đó là project của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá xem FL Studio 21 có gì nhé. Đầu tiên, chức năng đầu tiên mà FL Studio giới thiệu đó là FL Cloud, gồm có 3 chức năng, đó là tải sound miễn phí, mastering và phát hành trực tiếp lên các nền tảng âm nhạc. Rồi, ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng check phần sau. Khi mà các bạn tải bản FL Studio 21.2 về, các bạn sẽ có một cái biểu tượng hình đám mây như thế này ở bên trên cái browser. Khi mà các bạn kéo rộng ra thì nó sẽ có text là sao. Và các bạn bấm vào đó, nó sẽ load toàn bộ cái content trên cloud. Và đây là tài khoản free. Ở đây khi mà các bạn mới tải về, nó sẽ có ghi, nó sẽ có nốt lại cho bạn là đăng nhập vào để lấy nhá. Ở đây thì mình đăng nhập rồi thì nó sẽ báo đây là tài khoản free. Các bạn hoàn toàn có thể là đăng ký những gói trả theo tháng để các bạn có thể tải những cái sao có bản quyền. Đại khái là gọi là sao trả phí đấy. Ngoài ra thì đối với bản free của mình thì mình có thể lấy được những cái bộ sao đây. Ví dụ như là có 4 bộ, như có 4 sao free, 5 sao free, thì mình hoàn toàn có thể lấy được các cái sao này mà không cần phải đăng ký FL Cloud. Bây giờ thì mình click vào cái sao phát 808 này. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ có 5 sao free ở đây. Hoặc là ở đây mình sợ một cái guitar. Mình tìm kiếm. À, đây là chắc tìm kiếm ở trong cái bộ này rồi. Ok, mình tắt cái bộ lọc đi. Mình sẽ sợ guitar. Rồi, ok. Có, hiện tại đang có 14.000 sao. Và mình bật chế độ free lên. Thì nó chỉ còn 1.000 sao free cho chúng ta. Ở đây thì nó sẽ có bộ lọc, ví dụ như là dòng nhạc. Ví dụ như là loại. Thì mình sẽ lấy loop. Có 926 loop. Dòng nhạc mình lấy cho House Techno. Thì nó chỉ còn 3 thôi. Thì mình thử nhân rộng ra hơn. Lấy Hip Hop R&B xem. Rồi Instrument thì chắc chắn là guitar rồi. BPM từ 120. Đây là thông số cố định. Còn đây là cái thông số mà các bạn nhập khoảng cách. Ví dụ mình nhập 110 đến 130. Và đây là tông nhạc. Thì chúng ta đang có mấy sao như này. Và đây có chức năng rất là hay, đó là chúng ta có thể chuyển tông nó về. Chuyển tông nó về như bản nhạc của chúng ta. Và chuyển tempo đồng bộ trước khi chúng ta kéo thả vào đây. Ví dụ như bây giờ khi mà mình bấm xin BPM, ở đây nó là 130, khi mình bấm xin BPM thì cái tempo nó sẽ chậm lại để phù hợp với bản nhạc. Sau đó là tông nhạc. Bản nhạc này của mình là tông son thứ, mà đây đang là tông A. Thì mình sẽ chuyển về cái tông song song của tông son thứ, đó là tông A thẳng. Sau khi click xong, nó đã thay đổi cao độ rồi và mình sẽ có thể kéo thả thẳng trực tiếp vào trong playlist nếu như mình có bản quyền. Và bây giờ thì nó đang down. Và sau khi down xong thì nó sẽ nhập lại cho mình, và cái loop này nó sẽ loop đủ cả bản nhạc luôn.
nó có pitch cho mình và nó có chuyển đến đây. Tuy nhiên thì ở đây ở phía dưới này nó ghi là tông la, nhưng mà thực ra nó là la thứ. Nếu mà la thứ thì mình hạ xuống son thứ, không cần phải chuyển sang tông song song. Được phết nhảy. Đó, ok, đó là chức năng đầu tiên. Đó là chức năng sau tải trên FL Cloud. Tiếp theo là chức năng mastering. Giả sử bây giờ mình có một đoạn drop như thế này mà mình muốn master, mình select cái đoạn này và mình muốn mastering bằng FL Cloud, nó sẽ tự động mastering cho các bạn thay vì việc các bạn phải dùng phần mềm. Ở đây thì mình tắt tạm cái Ozone 11, cái plugin đã mastering của bản nhạc, và mình đảm bảo là cái bản nhạc của mình không bị bể gain như thế này. Sau đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình master. Bây giờ thì mình sẽ click vào menu file, chọn export, và ở đây nó sẽ có phần master và có biểu tượng của cloud. Chúng ta có thể bấm phím tắt là Ctrl Alt và M, click vào phần master. Trước khi master thì chúng ta phải tải cái hỗ trợ mastering của FL Cloud đã. Rồi, sau khi xong thì chúng ta thực hiện lại cái thao tác. Tắt cái thẻ như nào nhỉ? Rồi, ở đây nó sẽ có là sau khi mà làm xong thì mình sẽ lưu tên là gì. Đó, mình sẽ lưu tên là, xem như em chẳng phải đi vào master. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn là có cùng với cái project không, hay là chúng ta lưu ở một vị trí khác, thì chúng ta click vào đây. Mình sẽ lưu ra desktop cho nó dễ. Select folder. Tiếp theo, xuất file thì mình sẽ xuất cả bản nhạc hoặc là xuất nguyên cái đoạn mà mình xử lý. À, thì chúng ta có enable master effect, enable insert effect trước. Tức là chúng ta xuất ra xong, chúng ta mới update lên cloud. Update lên cloud xong thì chúng ta mới mastering và nhận lại file. Đó, ở đây, phần quality, mình sẽ chọn là 512. Đó. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ có nhiều chức năng để chúng ta lựa chọn. Chức năng là CD. À, thì chúng ta sẽ có cái âm lượng để chúng ta nghe CD hoặc là có thể đi đánh DJ. Tiếp theo là chức năng YouTube. Tức là nó xây dựng cái phần độ lớn đấy. Đó. Cho YouTube, cho Deezer, cho SoundCloud, cho Spotify, cho gì đó. À, thì mình đặt là chế độ CD đi. Và đây là mình có hai cái reference. Tức là cái mẫu ấy, mình muốn là lấy mẫu là dòng nhạc gì thì mình lấy là một cái là EDM và một cái là Deep House. Đó, để xem các bản nó khác nhau như nào. Bây giờ thì khi mình bấm Start, nó sẽ render cái bản nhạc của mình ra. À, sau đó nó sẽ được gửi lên FL Cloud để master. Ok, đầu tiên là render đã. Xuất file đã. Rồi xong. Đó, và bây giờ nó đang tải lên. Và master. Tự động cho chúng ta. Ok, sau khi xong nó sẽ cho mình ba cái sóng nhạc. Đây, tiên là bản original. Chúng ta có thể click cho phải để mở các đoạn khác nhau. Đây là cái chức năng so sánh. Và các bạn có thể nghe được so sánh hai bản giữa master theo màu của EDM hay là màu của Deep House ở đây. Đó. Sau khi lựa chọn xong, các bạn có thể tác động. Đây là âm lượng. Các bạn có thể hiệu chỉnh âm lượng để nghe thử ở đây. Sau khi xử lý xong thì các bạn bấm select. Và lúc này nó sẽ lưu cái file của các bạn ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái file được master ngoài desktop như thế này. Do lúc nãy mình chọn đường dẫn là desktop. Và mình sẽ thả lại vào đây và nghe thử. Tất nhiên là mình cũng sẽ tắt cái Fruity Limiter ở đây đi. Wow. Mình sẽ đưa một cái Julian Lovely Meter vào để đo.
ok, mình đang nhận thấy cái sự kiểm soát chu bit của cái chức năng mastering này chưa được ok lắm. Để mình thả lại. Đây, cái chu bit của nó đang bị vượt quá ngưỡng không. Cái này bị bể gain. Cái này thì mình nghĩ là trong thời gian tới nó sẽ khắc phục sớm thôi. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái mức năng lượng của chúng ta đạt mức tầm sấp xỉ trừ 9. Đó là cái mức ổn định để chúng ta có thể lắng nghe CD mà không gặp trục trặc gì. Ngoài ra thì trong cái chức năng khi mà các bạn render ra để mixing, chia sẻ một chút về cái cảm nhận về cái chất lượng âm thanh sau cái master. Mình thấy chất lượng âm thanh sau cái master của các cái reference này khá là ok. Tuy nhiên thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể là xử lý được, tự động xử lý. Ví dụ ở đây chúng ta không thích thì chúng ta cắt đi, hoặc là cái phần loudness này thì mình đẩy lên, và ở đây thì nó chỉ cho mình tối đa thôi là -8 LVFS thôi. Nếu mà các bạn nào muốn master để đi chơi DJ thì cái chức năng mastering này nó không cung cấp cho chúng ta. Mình nghĩ là vẫn nên có những cái tùy chọn đạt đến mức -9 LVFS dành cho những bạn, -6 LVFS dành cho những bạn chơi bar club. Cái này thì mình không biết thông số là họ sẽ check ở đoạn âm lượng lớn nhất hay là cả bài. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình thì mình thấy là cái âm lượng cái bản vừa rồi, nếu mà bạn nào muốn đi chơi DJ thì nó có vẻ như là chưa đáp ứng được cái âm lượng nhiều lắm. Và cuối cùng là chúng ta có chức năng tách a cappella, tách toàn bộ các nhạc cụ trong bản nhạc ra. Và ở đây nếu mà các bạn muốn tách thì các bạn click vào trong cái phần góc trên bên trái của cái audio clip trên playlist của cái audio. Sau đó là các bạn click vào phần Extract Stem to Sample. Tuy nhiên thì ở bản beta thì mình đã tải về rồi. Còn nếu như mà các bạn chưa cài bao giờ thì các bạn nó sẽ đòi hỏi các bạn là phải tải về. Và các bạn hoàn toàn phải kết nối với FL Studio. Chưa buồn với các bạn nào mà sử dụng bản hộ nghèo nhá. Và ở đây thì mình sẽ tách thử nó ra là 4. Nếu bạn nào muốn CPU của bạn không bị nặng quá thì các bạn có thể bấm vào Limit CPU. Còn đâu nếu không thì các bạn cứ check ra. Cái AI này nó sẽ ăn khá là nhiều tài nguyên máy tính của bạn nhá. Ở đây, khi mà mình bấm Extract, nó sẽ ăn tài nguyên của mình khá là nặng. Ăn 100% CPU luôn. Thì nếu như mà bạn muốn là trong quá trình bạn tách ra mà bạn muốn theo dõi một vài cái thông tin gì đó trong lúc chờ thì các bạn có thể bấm vào cái limit CPU nhá. Rồi, sau khi xong thì nó sẽ báo cho mình mấy cái như thế này. Sau khi nó tách ra xong thì đây là bản bộ drum. Khá là ngon lành. Mình đã có một cái video test rồi, các bạn có thể vào trong kênh để tìm nhá. Tiếp theo là đến phần bass. Hơi mất tần số cao một chút xíu. Tuy nhiên thì khi mà tách ra thì chúng ta thì dành nhiều hơn cho cái việc là nghe xem là họ đang soạn cái phần nhạc cụ như thế nào, chứ không nhất thiết là chúng ta bách nguyên cái bản phối của họ vào. Đây là phần nhạc cụ. Và đây là phần vocal. Tuy nhiên thì cái bản vocal này khi mà mình làm ấy đã là một bản vocal tách rồi. Và sau khi làm xong thì mình render ra thì nghĩa là đây là mình đang tách hai lần vào cái vocal, nên là cái vocal nó sẽ khá là xấu nhá. Nó dính luôn cả những thêm các nhạc cụ. Và tuy nhiên thì mình cũng đã test rồi, cái phần tách vocal khá là ok. Các bạn có hoàn toàn có thể sử dụng nhá. Các bạn cung cấp cho nó nhạc 320 kbps thì nó tách ra cũng khá là sạch. Và đặc biệt là khi mà các bạn tách thì các bạn chịu khó tìm các bản nhạc nó có ít nhạc cụ thôi, hoặc là các bản acoustic, thì chất lượng âm thanh này sẽ rất là ok nha các bạn nhé. Ok, và với bản FL Studio 21.2 này thì FL Studio giới thiệu cho chúng ta một cái plugin mới. Đó là cái plugin có tên là Kibler. Rồi ok, và chúng ta cùng test thử. Chắc là mình sẽ chỉ test một vài cái preset thôi. Mình có ở thấy. Đầu tiên là mấy cái module ARP, LFO. Deco này là cái gì ta? Mình sẽ khám phá có LFO này. Có PVKM là cái gì ta? Mình sẽ khám phá trong một cái video trong thời gian tới nhé các bạn nhé. Bass. Toàn LFO nhỉ? Ok. Có phần bass này. Oh, một cái guitar bass này. Ok, mình cảm thấy âm thanh nó cũng khá là cơ bản.
mấy cái xin điện tử cơ bản thì hầu hết đều có những cái âm thanh này. Nhưng mà mình hy vọng là đây là một cái scene mới, thì trong thời gian tới thì sẽ có nhiều đội ngũ FL Studio sẽ hỗ trợ nhiều hơn về mặt design, thì chúng ta sẽ có thêm nhiều sao, nhiều sao hơn. À, cái bass này ok này. Brass. Ghi là brass nhưng mà cũng điện tử lắm. Drum. Clap. Hi-hat. Open hi-hat. Kick. Nghe kick buồn cười. Snare. Ok, các cái key này. Thực ra khi mà đi tìm một cái plugin mới nhá, mình vẫn đi thích đi tìm cái key nhá. Rất thích cái key. Key nó nhiều hình hài. Mà nghe nó phê pha. À, mình test qua một chút thì thấy cũng âm thanh cũng chưa được ok lắm. Hy vọng là trong thời gian tới nó sẽ có những cái update và cải tiến cho cái plugin mới có tên là Kipler này. Ok, vừa rồi thì chúng ta cùng lướt qua tất cả những cái chức năng mới sẽ có mặt trong FL Studio. Ngoài ra thì còn một vài cái chức năng nữa, là tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quy trình làm việc nên là mình sẽ không đưa vào. Các bạn hoàn toàn có thể xem cái video hướng dẫn của FL Studio trên kênh YouTube của Image Light. Mình là Thế Phương VPK và rất là vui nếu như mà các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách mua các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí từ A đến Z hay là đăng ký học trực tiếp tại VPK Music khi có nhu cầu. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn hãy click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em!